Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chèn logo chìm và trong Word Giả sử như đây Tôi có một logo Bây giờ tôi muốn là chèn cái logo này Vào trong file Word này Thì tôi sẽ làm như sau Đầu tiên á Tôi sẽ chọn vào tab design Thì các bạn lưu ý nha Đối với Word 2007 và 2010 á Thì chúng ta sẽ chọn vào tab là Bay layout còn đối với Word 2016 trở lên thì chúng ta sẽ chọn vào tab Design. Tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn một là watermark và các bạn bấm vào. Sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn một dòng là custom watermark. Thì lúc này á nó sẽ xuất hiện hộp thoại là printer watermark. Để chèn logo á thì chúng ta sẽ chọn về tùy chọn đó là picture watermark. Đó bây giờ tôi sẽ tích chọn vào. Picture Watermark Sau đó ở đây Tôi sẽ chọn vào dòng là Select Picture Tiếp theo tôi sẽ chọn vào dòng là From a File Và chọn vào vị trí Chứa ảnh Đây là hình ảnh mà tôi muốn chèn này Thì tôi sẽ chọn vào nó Bấm vào Insert Rồi ở cái dòng Scale á Tức là Tỷ lệ hình ảnh Mặc định á Nó sẽ để ở chế độ Auto còn nếu như các bạn chúng ta muốn là chọn kích thước thì chúng ta sẽ chọn vào đây nha. Để xử như đây tôi sẽ chọn là 500 này. Bấm vào apply này. Đó bạn thấy không? Hình rất là to. Còn nếu tôi chọn auto này, apply này thì bạn thấy nó chỉ nhỏ thế này thôi. 200 này, apply. Này. Đó, nó nhỏ thế này mà thôi. Rồi đây, tôi sẽ chọn là auto này. Rồi, ở dòng là sau tức là làm bờ thì mặc định á nó sẽ tích vào ô này nha nếu như các bạn chúng ta không muốn làm mờ logo á thì các bạn chúng ta sẽ bỏ tích ở ô này đi Đó, khi tôi bỏ tích ở ô quá sao thì cái logo nó sẽ đậm lên chọn vào clock bạn thấy không lúc này á tôi đã chọn logo vào trong phải quần đó rồi bây giờ tôi muốn là làm mờ á thì tôi sẽ chọn vào watermark chọn vào Custom ở đây tôi sẽ tất vào ô what sound apply đó, thì nó sẽ mở nha đây là cách chèn logo chìm vào trong firework còn nếu như các bạn chúng ta không muốn chèn logo nữa thì các bạn chúng ta sẽ vào watermark và chọn vào dòng là remove watermark thì lúc này á nó sẽ xóa logo chìm đi đó Như vậy là Trong video vừa rồi Tôi vừa hướng dẫn cho bạn Cách chàng logo chìm Và trong quốc Nếu thấy video hay Hữu ích Thì bạn hãy đăng ký kênh Và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem Cảm ơn bạn đã theo dõi